Dù là trong hiện thực hay trong phim ảnh, tiểu thuyết bạn có thể bắt gặp sự tồn tại của cha nam, cha nữ chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác ở khắp mọi nơi và nếu bạn chẳng may trở thành nạn nhân của đối tượng này thì quả thực vừa tức giận vừa thấy tổn thương, các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Nhưng bạn đã bao giờ tưởng tượng đến cảnh khi cha nam và cha nữ va phải nhau, chuyện gì sẽ xảy ra chưa, có lẽ mọi thứ sẽ thành ra thế này. Kết nhiều người tự hỏi, cha nam và cha nữ có thể thực sự đến với nhau không? Trên thực tế, những thành phần này thường không quá đầu tư tình cảm của mình vào tình yêu. Họ cũng yêu, nhưng họ ham cảm giác chinh phục thích những thứ mới lạ hơn. Đó là lý do trong mọi mối quan hệ, cha nam và cha nữ luôn giữ được ý thức của mình. Họ thường không dễ động lòng và càng không dễ bị mặc kẹt trong đó đâu. Tranh quang bay bay